nóng sổ xiêng châm riêng riết trái chỗ chân cả nóng ồn bất đắm ai bóng tê lên ông cô bóng bàn dọc cả tê thoai tê đá xung bảo tiên cô chúi thái ông cô ơi thật thề bố kê đầm nai khmai nóng rung đuôi cỏ chuông bình bật xa nước đầy bẹp ca ao ra sao mây pro sna rồi mục ông cô chuôn triêng bắn tô trong bốn lứa khai bẹp lâm cánh trai rong đô cù ôn tơ chẳng tay bò Sang Trần Vlog kính chào cô chú anh chị đến với kênh của Sang Trần Vlog. Sang đang có mặt ở tại chùa Ô Chum, ấp Vĩnh Thanh, thị xã Ngã Năm ngay cả nhà mình. Thì cả nhà mình cũng biết là hôm nay thì chùa Ô Chum sơn màu lại hoàn toàn những chiếc ghe đội nam và đội nữ. Thì cả nhà mình cũng biết ghe của đội nam đội nữ ở tại chùa Ô Chum là quán quân 2-3 năm liền nha cả nhà mình, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình thưởng thức và xem lại vẻ đẹp của đua ghe của chùa Ô Chum. Đây thì các sư ở đây đang tô phết lại, sơn lại mới hoàn toàn luôn. Ở đó là mình sơn màu trắng nha, mình mới phết lên một màu khác nữa hả sư? Đúng rồi. À. Ghe bên đây là đội nam hay đội nữ? Nam, bên đây đội nữ. Ừ. Như là cái này là mình chưa vẽ quá không? Chuẩn bị mình vẽ lại quá không? À. Cái này là mới phủ một lớp. Đang lên để vẽ lại mới hoàn toàn. Cả nhà mình cũng thấy rõ rồi đó, hai chiếc xe của chùa Ô Chum rất là đẹp. Thì các cô chú cũng biết thì năm nay thì lễ hội Tết Di Quan đua ghe ngò đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ở tại thành phố Góc Chăng, phường 9 thành phố Góc Chăng. Thì cả nhà mình cũng biết năm nay là lễ hội Ốc Ông Bóc diễn ra vào tháng 11 nha cả nhà mình. Thì đua ghe ngò tại thành phố Góc Chăng, thì tại con sông Maduro của thành phố Góc Chăng. Các chi tiết ở đây các sư làm rất là đẹp luôn. Đó là một cái nét đẹp riêng của truyền thống người Khmer nha cả nhà mình. Thì mỗi một chùa nó có một kiểu khác nhau và một cái nét vẽ khác nhau hết. Thì năm nay thì cô chú anh chị cũng biết là khoảng 70 đội ghe đến từ các đồng bằng sông Cửu Long như là tỉnh bạn về phường 9 thành phố Chóc Chăng để dự lễ hội đua ghe ngò Tết Di Quan tại con sông Maduro của thành phố Chóc Chăng. Cô chú anh chị xem cái vẻ đẹp của hai chiếc ghe của chùa Ô Chum. Cái này là mỗi năm mình đều thân mới lại hết luôn hả sư? Không biết nữa. Cái này mình sơn mới lại luôn không hả sư? Ừ. Dạ. Chú.
Rất là đẹp. Nè bà sĩ nè. Yeah. 12. Thôi 12 tuổi à. Tư tu được bao nhiêu năm rồi? Không nhớ. Không nhớ nữa. Từ nhỏ hay gì? Không nhớ. Xin chào cô chú đến với kênh của Sang Trần Vlog. Sang đang có mặt ở tại chùa Ô Chum. Thì sáng tháng 5 thì cả nhà mình cũng biết là hôm nay thì ngày đầu tiên mà Sang đến đây ghi hình, thì các sư ở đây đang vẽ lại hoa văn mới cho hai chiếc ghe mới, xe ghe của chùa Ô Chum, thì sơn phết lại để chuẩn bị cho lễ ốc ông bóc 2024 diễn ra tại phường 9 thành phố Sóc Trăng. Năm nay thì khác như hơn mọi năm nha cả nhà mình. Thì năm nay cả nhà mình cũng biết là tích chư quan thì dự kiến là có khoảng 65-70 đội tham gia tại con sông Maduro của thành phố Sóc Trăng. Thì dự kiến là rất là lớn nha cô chú anh chị mình. Thì năm nay thì ở tại chùa Ô Chum thì tham dự hai đội, đội nam và đội nữ. Thì cả nhà mình nhớ đăng ký kênh của Sang Trần Vlog để xem những cái hình ảnh video mới nhất và các chùa mình đua ngo Sang sẽ gửi trực tiếp cho cô chú anh chị của mình. Thì chúc cho cả nhà mình có một ngày ấm áp tuyệt vời, trong cuộc sống luôn luôn mạnh khỏe. Cô chú anh chị cũng thấy là sư đang vẽ một cái họa tiết. Họa tiết trước khi mà lâm màu nha. Thì trước khi mình làm cái gì mình cũng có một cái họa tiết để rồi xong hết trơn thì mới vẽ. Vẽ họa tiết xong thì vẽ ra một cái hình như vậy nè. Cả nhà mình. Rồi. Khúc này thì sơn mới hết. Còn cái kia đang chuẩn bị lên họa tiết để vẽ tiếp. Rất là đẹp. Một họa sĩ trẻ ở chùa Ô Chum. Sư đang để làm một cái họa tiết cho nó rõ khi mà mình sơn cho nó có cái nét trước. Cô chú anh chị mình cũng thấy sư rất là điêu luyện nha. Tập từ nhỏ nha cả nhà mình. Sư đã tu được 6 năm thì đi học hoa văn vẽ cho các cho chùa. Thì các chùa nào có nhu cầu thì sư đến để vẽ cho re các chùa của người dân tộc Khmer ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Cái hình ảnh mà mới mẻ rất là đẹp. Thường thường thì một chiếc ghe như vậy cô chú anh chị mình cũng biết là các sư vẽ là khoảng một tầng tùy theo. Cái này vừa sơn luôn cô chú anh chị mình, còn hơi ướt nè cô chú anh chị.
Cô chú anh chị mình cũng thấy là chiếc ghe của đội nữ tại chùa Chùm thì đang khoan mới, hoàn toàn mới luôn. Đây là quán quân của đồng bằng sông Cửu Long, những năm liên tiếp giành được cúp vô địch thì năm 2023 vừa rồi thì là á quân. Thì năm nay mục tiêu của chùa Chùm của đội nữ là lấy được cúp, trở thành quán quân lại mục tiêu của chùa Ô Chum. Còn bên tay trái của mình là quý cô chú coi trên màn hình thì ghe của đội nam. Đây là ghe của đội nam. Bên tay phải của mình, bên màn hình phải của quý vị cô chú thì ghe đội nữ, mà bên màn hình trái thì là ghe của đội nam.